Bồng Lai nổi danh sau khi năm chú tiểu tại đây được giới thiệu là trẻ em cơ nhỡ thắng cuộc thi truyền hình, sau đó được nhiều người ủng hộ, quyên góp. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An xác minh cho kết quả khác. Ngày 22 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Tịnh Thất Bồng Lai đang lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Công an tỉnh Long An phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan khác đã xác minh đủ cơ sở khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ là tụ điểm lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ em mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện. Những ồn ào, đồn đoán xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai dần được làm rõ. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An một số lần có văn bản chính thức và có đại diện khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Nhưng người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Sự việc diễn ra trong thời gian gần đây mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin, trục lợi. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân tự nhận là Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay là Thầy Ông Nội. Tại hộ bà Cao Thị Cúc có căn nhà thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo. Phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu. Họ tổ chức sinh hoạt như một tự viện Phật giáo, làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo ngành chức năng, mới đây khi kiểm tra tại hộ của bà Cao Thị Cúc thì có 18 người cư trú, trong đó có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp đang cùng sinh sống. Những cá nhân sinh sống ở đây sinh hoạt như hình thức đại gia đình, gồm cả trai lẫn gái. Những đứa trẻ nổi tiếng ở Tịnh Thất Bồng Lai được giới thiệu là mồ côi, nhưng thực tế là đang ở cùng những người mẹ ruột. Chính vì Tịnh Thất Bồng Lai tự nhận và được nhiều kênh mạng xã hội, các game show truyền hình quảng bá là nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nên tạo ra sự nhầm lẫn của rất nhiều người trong cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, những vật chất, tài chính từ hoạt động từ thiện của những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đổ về Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ là không ít. Lai lịch Thầy Ông Nội Lê Tùng Vân của Tịnh Thất Bồng Lai. Chính quyền và Công an tỉnh Long An đã xác định chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai hay tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa là bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 2014, thì bà Cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia. Một thời gian sau thì nơi này tự gắn cái tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Ông Lê Tùng Vân, người chủ trì những hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai và đầu năm nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thực tế, chủ trì mọi hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai nói trên là ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quê An Giang, ngụ quận 6, tự phong là Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay là Thầy Ông Nội. Về nhân thân của ông Lê Tùng Vân đến nay cũng được làm rõ. Giai đoạn sau năm 1975 thì ông Vân rời An Giang lên sinh sống ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Đến năm 1990 thì ông Vân tự lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tự phong là giám đốc. Nơi này có hàng chục người lưu trú, được giới thiệu là trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ. Giai đoạn đó, báo chí có những điều tra về cơ sở Thánh Đức, có những sai phạm về hoạt động cơ sở, bảo trợ xã hội theo quy định. Cụ thể, không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định, có dấu hiệu trục lợi từ hoạt động từ thiện. Đáng nói, cơ sở Thánh Đức được thành lập, vai trò giám đốc trại của ông Lê Tùng Vân có được là từ hai quyết định của bà Nguyễn Thị Huỳnh Hát, nhận là giám đốc trung tâm từ thiện hỗ trợ người cao tuổi, trực thuộc Hội Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, ký đầu tháng 1 năm 2004. Nhưng thực tế, từ nhiều năm trước thì bà Hát đã bị Hội Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khai trừ khỏi hội vì những sai phạm cá nhân. Nhưng bà vẫn tự nhận là giám đốc một trung tâm ma, tức trung tâm từ thiện hỗ trợ người cao tuổi của hội, và tự khắc con dấu để có những quyết định tiếp tay cho ông Vân mở cơ sở Thánh Đức. Cơ sở Thánh Đức lúc đó chưa được phép của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hay chính quyền huyện Bình Chánh. Từ những cơ sở đó thì cuối tháng 7 năm 2007 thì Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã có quyết định chấm dứt hoạt động trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Mãi đến năm 2015 thì ông Vân về ở hộ bà Cúc tại ấp Lập Thành như đề cập và từ đó gắn liền với cái tên Tịnh Thất Bồng Lai. Có thể nói hình thức Tịnh Thất Bồng Lai này không khác gì so với trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức trước đây.
Đến nay thì cơ quan chức năng Long An đủ cơ sở xác định những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không phải là mồ côi, không nơi nương tựa. Trước đó, từ đầu năm 2020, nhóm người này đã thay đổi cách tự gọi là Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Miền Bờ Vũ Trụ. Vừa qua, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế cách ly phòng ngừa dịch COVID-19 sau khi có một người vượt biên trái phép đến đây để ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Chính quyền tỉnh Long An và huyện Đức Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ thêm nhiều vấn đề. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Chúng mình sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan ở trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.